Chào các bạn, đây là bộ bài board game Red 7. Các bạn mua hàng sẽ nhận được cái hộp như thế này. Và sau này đó. Kích thước của hộp là 14 phân nhân 10 phân nhân 3 phân. Mình sẽ mở hộp các bạn nhé. Đó, bao gồm một sấp bài này, tờ hướng dẫn sử dụng, hộp rất là cứng đó. Tờ hướng dẫn này bằng tiếng Trung thì các bạn có thể tìm hiểu cái cách chơi trên mạng rất là nhiều đó. Để lá bài này, lá bài thì phải nói là cực kỳ đẹp luôn đó. Rất là cứng các bạn, nó còn được cán một lớp ni lông mỏng này chống nước các bạn đó, nước chảy vào là không chống được, không thấm được đó. Lá bài rất là đẹp các bạn, rất là cứng dày này các bạn, thế đó đó, cả tiếng Anh cả tiếng Trung các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.